Emmy, cậu bé của các vì sao, quyển 2. Emmy trở lại. Tác giả: Enrique Barrios. Người dịch: Vivi Lê. Chương 13. Caliber. Chà, các bạn trẻ, trong khi chúng ta chờ chiếc phi thuyền cổ lỗ sĩ này định vị đưa chúng ta tới một nơi mà hiện tại thì mình vẫn cần phải giữ bí mật, mình sẽ sao chép những gì ông Kratos đã viết sang từng ngôn ngữ của các cậu. Bây giờ các cậu có thể đi dạo trong sảnh nhé, Emmy nói giữa những tiếng cười khúc khích. Tôi bắt đầu tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu tôi mở cánh cửa ra trong khi chúng tôi đang du hành xuyên không gian và thời gian. Tôi quay sang hỏi Emmy và cậu ấy giả vờ nổi da gà chỉ vì cái ý tưởng đó. Cậu ấy liếc nhìn sang Vinca như thể đang nói, thật là một ý tưởng điên rồ làm sao. Thế nhưng cô ấy cũng rất thích thú để biết được câu trả lời. Thế là hai đấu với một. Chà, vì cậu đã nhắc tới nó, mình cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Ý tưởng này hay hò đấy. Hay là chúng ta mở cửa ra xem điều gì đang xảy ra nào. Cậu ấy vừa nói vừa đứng dậy khỏi chiếc ghế dài. Cậu ta đến gần phòng tiếp tân, định mở cửa ra, nhưng chúng tôi lao đến để ngăn cậu ấy lại. Chỉ cho đến khi cậu ấy gập người lại và cười khúc khích, chúng tôi mới hiểu rằng cậu ấy chỉ đang đùa mà thôi. Mấy cậu đi dạo một chút và kể cho nhau nghe những câu chuyện của các cậu đi, và để yên cho mình chép ra mấy bản này trước khi chúng ta đến cái nơi mà chúng ta đang đi tới. Nhưng đừng có chạm vào bất cứ thứ gì mà có thể thổi tung chúng ta thành từng mảnh nhỏ đấy nha. Thiệt là khó cho mình quá đi, phải viết bằng những ngôn ngữ mà mình không thể hiểu nổi. Trước mặt cậu ấy là một màn hình hiển thị ngôn ngữ của chúng tôi bằng nhiều kiểu viết khác nhau. Bên cạnh mỗi ký tự mà chúng tôi nhận ra là một ký tự kỳ lạ khác. Cậu ấy nhấn các nút khi đang viết. Việc cậu ấy đang làm khiến tôi say mê, nhưng bàn tay của Vinca đã khép nhẹ lên vai tôi. Hãy để cậu ấy làm việc trong yên bình nào. Còn tụi mình, sao mình không đi kiểm tra con tàu này nhỉ? Ý tưởng tuyệt vời. Mình không thích bị theo dõi từ phía sau đâu nhé, cậu ấy nói đùa. Cho đến lúc đó, tôi vẫn chưa đi qua con tàu vũ trụ và xem xét nó một cách chi tiết bao giờ. Tôi cùng với Vinca đi tham quan nó. Ở đây, tôi có đính kèm một bản sơ đồ mà tôi đã vẽ theo trí nhớ của mình. Vì có một phòng chỉ huy khác ở trong một khu vực khác, chúng tôi đi đến nơi đó cùng với nhau và vừa trò chuyện. Chúng tôi chỉ có thể nhìn thấy một làn sương mù trắng qua lớp kính của cửa sổ. Mình muốn biết điều gì ở đằng sau những ô cửa đó quá, cô ấy thốt lên với vẻ mặt mơ màng. Khi quan sát kỹ cô ấy, tôi nhận ra có một điều gì đó rất lạ khi nói chuyện với một sinh vật đến từ thế giới khác. Cô ấy đến gần tôi và hỏi, lần đầu tiên cậu nhìn thấy mình, cậu có cảm giác gì? Cậu muốn biết sự thật à? Đúng, bởi vì tôi không biết nói dối, tôi phải cố diễn đạt cảm xúc của mình. Mình đã nghĩ cậu trông không dễ chịu gì mấy. Cậu trong mình có dễ chịu không? Mình cũng vậy, nhưng rất nhanh chóng cảm xúc của mình bắt đầu thay đổi. Bây giờ cảm giác của mình đã khác rồi. Bây giờ cậu cảm thấy gì hả Vinca? Mình cảm thấy cậu là tất cả mọi thứ mình từng mơ ước đấy. Những lời của cô ấy dường như là tất cả những gì mà tôi cảm thấy về cô ấy, nhưng tôi sẽ không thể giải thích nó một cách đơn giản như vậy được. Đó chính xác cũng là cảm giác của mình. Đó là một cái gì đó sâu sắc, nó không ngừng phát triển và mỗi lúc một mạnh mẽ hơn. Đôi mắt màu tím của cô ấy dường như đang tỏa ra ánh sáng. Cô ấy trông vô cùng xinh đẹp. Chỉ cần nhìn vào mắt nhau, chúng tôi rơi vào trạng thái xuất thần, đưa chúng tôi đến các không gian khác. Hãy cẩn thận với những mối tình bị cấm đoán nhé, Emmy nói vọng ra từ phòng chỉ huy. Chúng tôi chẳng thèm để ý tới cậu ấy. Chúng tôi tiếp tục nhìn nhau. Mình muốn ở bên cậu mãi mãi, tôi nói và nắm lấy tay Vinca. Một lần nữa, Emmy lại can thiệp từ xa. Hãy nhớ rằng cả hai cậu đều có người bạn đời thực sự của mình rồi. Các cậu phải chung thủy đấy. Cậu ấy nói thế khiến cho chúng tôi phải suy nghĩ. Một lúc sau, Vinca hỏi tôi, cậu có cảm thấy những cảm xúc của chúng ta không được cho phép không? Thật ra là không, nhưng nếu có, với mình sẽ không thành vấn đề.
làm sao mình có thể ngừng cảm nhận những gì mình đang cảm nhận? Đó không phải là một việc tự nguyện được. Đừng có quên rằng các cậu đã có một cuộc gặp gỡ trong tương lai. Hãy nhớ về người mà tôi nghĩ, về người phụ nữ có khuôn mặt phương Đông. Đúng là khi tôi làm những gì cậu ấy đề nghị, tôi cảm thấy rất yêu người phụ nữ ấy. Nhưng bây giờ, Vinca mới là thật. Người kia chỉ là một kỷ niệm. Mình chọn Vinca mãi mãi. Tôi bày tỏ với sự tự tin tuyệt vời. Và mình chọn Jim. Amy bật cười từ căn phòng liền kề. Mấy cái đứa này chỉ là niềm đam mê thoáng qua, ngọn lửa mà bất cứ cơn gió nhẹ nào cũng có thể dập tắt. Ví dụ như thịt của những con Garabolo hay là thịt cừu chẳng hạn. Amy đã chạm vào vết thương. Chúng tôi nhìn nhau với vẻ hối hận vì đã lên án nhau một cách mạnh mẽ. Một lúc sau, hai đứa vẫn còn đang nắm tay nhau. Vinca nói, Jim này, dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra, bất cứ điều gì mình biết về cậu, mình sẽ không bao giờ nghi ngờ tình yêu của mình đâu. Cậu sẽ luôn là người duy nhất đối với mình, dù khoảng cách rất xa đang chia cách chúng ta đi chăng nữa. Một vài giọt nước mắt nhỏ len qua đôi mắt của cô. Tôi nghĩ rằng tôi đã cảm thấy những cảm xúc tương tự. Đó là lý do tại sao mà những lời nói này của tôi lại được phát ra từ cái phần thân thiết nhất ở trong trái tim tôi. Vinca này, khi mình không biết tới sự có mặt của cậu, mình cảm thấy cô đơn lắm. Nhưng từ bây giờ, mặc dù cậu không ở bên mình, cậu sẽ luôn có ở đó và bên trong trái tim của mình. Mình biết rằng những gì chúng ta có là mãi mãi. Mình không còn trống vắng khi không có cậu. Mình không thể diễn tả điều này tốt hơn được nữa. Nhưng cậu sẽ luôn ở bên trong mình. Và cậu sẽ ở trong đó mãi mãi. Rồi hai đứa tôi ôm nhau. Và đó là thời gian đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Chúng tôi cảm thấy rằng trong khoảnh khắc đó, chúng tôi là một. Sau một thời gian, tôi không biết là bao lâu nữa, Amy với khiếu hài hước tuyệt vời của mình đã nói, tình cảm lãng mạn tội lỗi này tới đây là đủ rồi nhé. Đến đây nào các cậu, bản sao đã sẵn sàng. Ngoài ra, chúng ta hiện đang cập bến đến hành tinh Caliber. Chúng tôi mở mắt ra. Qua những ô cửa sát cạnh bên, những ngôi sao nổi bật trên nền trời xanh thẳm. Chúng tôi chạy về phía phòng chỉ huy. Khi vào bên trong, qua cửa sổ, chúng tôi nhìn thấy một tầm nhìn hùng vĩ. Hai mặt trời khổng lồ, một màu xanh to hơn, còn lại màu trắng, nó nhỏ hơn nhiều. Của các bạn đây, ngôi sao Sirius. Cái nào trong hai cái này là sao Sirius? Tôi hỏi. Cả hai. Nhìn từ trái đất, có vẻ như hai mặt trời này là một. Đó là do cả hai ngôi sao ở cực gần nhau, nhưng lại ở rất xa trái đất. Các cậu có thấy cái điểm đang sáng ở phía đó không? Đó là Caliber. Đó là nơi chúng ta đang hướng tới. Đó là một hành tinh mà chúng mình sử dụng để tạo ra các loại trái cây và loại rau đặc biệt. Nó là một vườn ươm khổng lồ các loại thực vật vũ trụ. Mọi thứ đã được chúng mình vun đắp. Một khi chúng mình có được một giống cây xuất sắc, chúng mình sẽ đưa nó đến những thế giới có thể cần đến nó. Có bao nhiêu người đang sống ở đó? Chỉ có một vài kỹ sư di truyền trong trạm điều khiển mà thôi. Chúng tôi nhanh chóng đến cái nơi vòng tròn được chiếu sáng. Khi nó biến thành một cái đĩa khổng lồ chiếm toàn bộ khoảng không trên cửa sổ, tôi xác nhận rằng thế giới này không giống với hành tinh của tôi vì màu sắc khác nhau lắm. Mọi thứ đều nghiêng về một màu xanh hơi nhạt. Chúng tôi bay qua một bãi biển rộng lớn đầy cát màu tím ở bên cạnh một đại dương phẳng lặng màu hoa cà. Vinca vô cùng vui mừng bày tỏ, nó siêu đẹp, chúng ta có thể hạ xuống không? Không có gì bất tiện cả. Ngoài ra, mình đã hứa với Jim là chúng ta sẽ đến thăm những bãi biển này. Chính xác là như thế. Cậu ấy đã hứa như vậy trong chuyến đi trước. Ở đây các điều kiện về oxy, trọng lực, nhiệt độ và hệ thực vật sẽ không ảnh hưởng tới con người, và con người cũng không làm ảnh hưởng tới hành tinh. Con tàu dừng lại giữa không trung, đáp xuống mặt đất phẳng.
mình phải chuẩn bị hành trình cho chuyến đi tiếp theo của chúng ta. Hai cậu có thể đi dạo đi nhé, đừng sợ hãi, không có gì ở đây có thể gây hại cho các cậu cả, nhưng đừng có ăn gì cả nhé. Cánh cửa mở ra, chúng tôi đi xuống các bậc thang. Chúng tôi đi trên bãi cát mềm được chiếu sáng bởi một mặt trời màu xanh lớn như mặt trời tôi đã nhìn thấy ở Ophir. Không khí này thật là dễ chịu làm sao, Vinca kêu lên và hít vào một hơi thật sâu. Nghe như là mùi rong biển và hoa đang trộn vào nhau vậy. Cường độ ánh sáng ở đây mặc dù là từ một mặt trời khổng lồ lại yếu hơn cường độ ánh sáng ở trên trái đất hoặc là ở trên Kia hoặc thậm chí là trên Ophir nữa, do ở đây đang có mây mù dày đặc. Nó khiến cho tôi nhớ lại cảnh hoàng hôn ở trên bãi biển với những màu sắc thật huyền ảo, nhưng huyền ảo hơn so với những màu sắc trên hành tinh của tôi. Ngoài ra, cát ở trên trái đất thì không có màu tím và cả đại dương cũng không tím rịm như thế này. Chúng tôi nắm tay nhau đi dạo. Chúng tôi đến một đoạn của bãi biển, nơi có một khu vườn xinh đẹp với đầy đủ các loại thực vật đang nở rộ và vươn ra đại dương. Vinca rạng rỡ nói, đây quả thực là một thiên đường. Chúng tôi đi bộ qua những hàng cây, bỏ lại bãi biển. Xa hơn nữa ở phía trước, trên một khu rừng được tạo thành từ những cái cây nhỏ, không có lá, nhưng lại bằng những sợi mảnh, trông gần như là nhân tạo vậy, bởi vì nó nhẵn bóng. Mặt trời khổng lồ bắt đầu lặn xuống dưới mặt nước, chiếu sáng khuôn mặt của Vinca, khiến cho cô có màu da màu xanh nhạt rực rỡ. Chúng tôi ngồi dưới tán cây trong khi những cành cây rủ xuống tạo thành một tấm đệm mềm mại giữa những bông hoa. Hai đứa ngồi thật lâu và suy ngẫm về những hình ảnh phản chiếu trên mặt nước yên tĩnh. Tôi chưa bao giờ thấy mặt trời lặn nào mà lại lạ và đẹp như lúc này. Tôi quan sát thấy mái tóc của Vinca đang được chiếu sáng. Mặt trời thứ hai xuất hiện sau những tán cây ngay phía đằng sau chúng tôi. Nhìn kìa, mặt trời thứ hai ở bên kia. Thật đẹp làm sao. Hoàng hôn và bình minh đến cùng một lúc. Chúng tôi đã cười rất vui. Sau một vài phút, Vinca với một cái nhìn buồn bã nói với tôi, mình không nghĩ rằng điều này là đúng đắn. Cậu đang nói về cái gì vậy? Cả hai chúng ta đều biết rằng có ai đó đang chờ đợi chúng ta trong tương lai. Chúng tôi im lặng một lúc. Cô ấy đã đúng. Mình nghĩ rằng Amy đã gây rắc rối cho chúng ta khi đã cho phép chúng ta gặp nhau. Cậu ấy có thể tính toán cho rằng chúng ta sẽ cảm thấy bị thu hút bởi nhau. Cậu ấy đã có thể tránh được điều này, tôi nói. Có vẻ như cô ấy đang cố ghi lại khoảnh khắc đó. Nhưng đây là một khoảng thời gian thật đẹp nhất trong cuộc đời mình đấy. Cảm ơn Amy. Cô ấy đã đúng về điều này. Điều duy nhất đang làm gián đoạn tình yêu của chúng tôi đó là ký ức về một cuộc gặp gỡ trong tương lai. Tôi cảm thấy tò mò muốn biết linh hồn song sinh của Vinca là ai. Với một chút ghen tị, tôi hỏi cô ấy, anh hùng đó của cậu, anh ấy thế nào? Tốt hơn hết là chúng mình nên quên điều đó mãi mãi đi. Thay vào đó chúng ta hãy nghĩ về hai đứa mình. Ý tưởng hay. Mình sẽ quên người phụ nữ có nốt ruồi ở trên trán và cậu quên hoàng tử xanh của cậu nhé. Làm sao mà cậu biết anh ấy có màu xanh? Vinca hỏi. Tại sao cậu lại hỏi như vậy Vinca? Bởi vì anh ấy có làn da màu xanh. Vậy thì có lẽ là tất cả các linh hồn song sinh đều có màu da đó chăng? Bởi vì người phụ nữ mà mình nhìn thấy, cô ấy cũng có màu da đó. Nghe vậy, cô ấy trở nên rất quan tâm. Cô ấy hỏi tôi để biết thêm chi tiết. Mình đang lơ lửng ở trên không, gần với một cái đầm với những con thiên nga. Nó đang chào đón mình. Đồng cỏ, hoa và cây thông hát vang. Cô ấy thì đang đợi mình giữa những dây leo màu hồng và những chiếc đệm tua rua đầy màu sắc, đúng không? Tôi đã cảm thấy sững sờ. Làm sao mà cô ấy có thể biết được điều đó? Mình nghĩ là cậu chắc hẳn đã phải đọc cuốn sách của mình. Nếu cậu mà đọc quyển sách của mình thì cậu sẽ thấy tình huống tương tự, nhưng từ quan điểm của người phụ nữ đang chờ đợi đấy.
đó là cậu đấy ư? Chúng tôi ôm chầm lấy nhau như muốn hòa vào một tâm hồn, không hề có cảm giác tội lỗi. Hạnh phúc của chúng tôi xâm chiếm chúng tôi. Tôi cảm thấy những cảm giác giống như tôi đã trải qua trong cuộc gặp gỡ đó trong tương lai. Lãng mạn đủ rồi đấy, giọng Amy cắt ngang. Cậu chàng ta đang mỉm cười quan sát chúng tôi từ giữa các bông hoa. Cậu là kẻ nói dối, Vinca giả vờ tức giận. Cô ấy đề cập tới việc Amy đã nói với chúng tôi rằng linh hồn song sinh của chúng tôi đều ở trái đất và Kia, và cũng nói với chúng tôi rằng những gì chúng tôi đang làm đều là bị cấm. Mình chỉ muốn các cậu tự mình khám phá ra thôi, theo cách này không tốt hơn sao? Nhưng cậu đã nói dối. Nếu mình nói với các cậu điều gì theo cái kiểu là mình sẽ giới thiệu với cậu người bạn đời của cậu nhé, thì chẳng phải là sẽ cảm thấy hơi gượng ép đó sao? Hơi ép buộc mà lại chẳng có tí ngạc nhiên nào cả. Đổi lại, bằng cách này, nó sẽ xảy ra một cách tự nhiên. Mình đã đặt những rào cản có chủ đích để xem liệu các cậu có thể vượt qua chúng hay không. Các cậu đã làm rất tốt rồi đấy. Khi chúng tôi quay trở lại con tàu, tôi hỏi: khi nào thì cuộc gặp mặt trên hành tinh màu hồng sẽ xảy ra hả Amy? Sau vài lần tái hợp rồi lại chia ly, từ nay về sau các cậu sẽ luôn tìm thấy nhau. Từ kiếp này sang kiếp khác, các cậu sẽ luôn tìm thấy nhau. Cuối cùng Amy nói: ở tương lai xa, sau khi trải qua cuộc gặp gỡ trên hành tinh màu hồng, các cậu sẽ hợp nhất thành một sinh thể. Sau đó các cậu sẽ trở nên hoàn chỉnh. Bây giờ các cậu là hai nửa và là một và cùng một bản thể, nhưng sẽ tiến hóa riêng biệt. Và bây giờ tụi mình phải nói lời tạm biệt ư? Vinca buồn bã nói. Đúng vậy. Chẳng bao lâu nữa cậu sẽ trở lại Kia và Jim sẽ trở lại trái đất. Hãy nhớ rằng cậu có sứ mệnh giúp đỡ thế giới của mình. Nếu cậu không phục vụ anh em của mình, cậu sẽ thể hiện một sự ích kỷ rất lớn. Người ích kỷ thì không có trình độ. Một người không có trình độ tốt không xứng đáng để gặp được linh hồn song sinh của họ. Đó là một phần thưởng mà cậu phải giành được, cũng như xứng đáng với một thế giới tốt đẹp hơn. Nếu cậu không phục vụ cho tình yêu, vận mệnh sẽ bắt các cậu chia cắt. Và ngược lại, các cậu càng giúp đỡ người khác bao nhiêu thì vận mệnh sẽ lại càng nhanh chóng đưa các cậu đến với nhau. Chúng tôi buồn bã leo lên thang của con tàu. Sẽ rất khó để mà chia tay đấy. Sẽ dễ dàng hơn vì bây giờ các cậu đã biết rằng nửa còn lại của mình tồn tại. Cậu biết rằng cái nửa ấy của cậu đang chờ đợi cậu. Ngoài ra, các cậu sẽ có thể giao tiếp với nhau. Làm sao được? Cậu sẽ để lại cho bọn mình một loại thiết bị nào đó ư? Điều đó là không cần thiết đâu. Khi hai tâm hồn đã được gắn kết với nhau bởi tình yêu, thì các cậu có thể giao tiếp với nhau vượt qua cả thời gian và cả không gian nữa. Hết chương 13. Các bạn hãy ủng hộ cho channel bằng cách ấn nút like, subscribe và ấn nút chuông để nhận được những thông báo về video mới nhất. Bạn hãy chia sẻ câu chuyện tuyệt vời và thông điệp của Amy đến với nhiều người bạn của mình hơn nhé. Cảm ơn các bạn. Hẹn các bạn ở video sau.